Bộ Ngoại giao Pháp trong một tuyên bố hôm 23 tháng 5 cho biết Paris sẵn sàng tham gia các thỏa thuận an ninh với Ukraine để ngăn chặn các hành vi gây hấn có thể xảy ra trong tương lai. Theo đài RT, tuyên bố mới củng cố thêm tin tức trước đó rằng các cường quốc phương Tây đang xem xét một hiệp ước quân sự với Kiev. Tuyên bố viết, Pháp cùng với các đối tác của mình đang tiếp tục suy nghĩ về cách tốt nhất để hỗ trợ Ukraine trong dài hạn và trong mọi lĩnh vực. Pháp sẵn sàng tham gia các thỏa thuận với Ukraine nhằm cung cấp cho nước này những đảm bảo an ninh để giúp Ukraine tự vệ trong dài hạn và ngăn chặn những hành động gây hấn tiềm ẩn trong tương lai. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh như vậy. Bộ này cho biết thêm rằng các quan chức Pháp đã thảo luận về kế hoạch này với những người đồng cấp Anh vào tháng 3. Tuyên bố này được đưa ra để đáp lại một bài báo của The Wall Street Journal hôm 22 tháng 5, trong đó Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố rằng ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về một thỏa thuận phòng thủ kiểu Israel với Ukraine khi họ gặp nhau ở Warsaw vào tháng 2. Theo các nguồn tin của tờ báo, các thành viên NATO đang chú ý đến một hình thức thỏa thuận mà trong đó các đồng minh phương Tây dù cam kết tiếp tục chuyển giao vũ khí và viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc phải chống lại Nga. Một thỏa thuận có thể được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới của NATO tại Litva vào tháng 7. Các nguồn tin cho hay và nói rõ hơn rằng nó có thể sẽ được mô phỏng theo Hiệp ước An ninh Kiev của chính phủ Ukraine. Được xuất bản vào tháng 9, tài liệu này kêu gọi nỗ lực đầu tư bền vững trong nhiều thập niên của phương Tây và Ukraine, cũng như các nhiệm vụ huấn luyện và chuyển giao công nghệ của NATO cho quân đội nước này. Tài liệu không đề cập đến điều khoản phòng thủ chung như điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhưng kêu gọi cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, chủ yếu là từ các nước NATO. Lập trường hiện nay của NATO là Ukraine sẽ trở thành một thành viên của liên minh. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từ chối đưa ra khung thời gian cho quá trình này. Việc kết nạp Ukraine khi cuộc xung đột tại đây vẫn còn tiếp diễn sẽ đặt liên minh quân sự này vào tình trạng chiến tranh với Nga. Khi được hỏi về triển vọng gia nhập NATO của Ukraine, Thủ tướng Đức hôm 22 tháng 5 nói có cả một hệ thống yêu cầu và tiêu chuẩn mà Kiev hiện chưa thể thỏa mãn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.